cho nên là mình chỉ cần ngồi ở này, mình sẽ kêu con khủng này bật cái ổ cắm điện lên để mình sấy tóc nè. Ở đi à, blogger kia đó. À đi à, smart blogger to. À đi à, smart blogger. À đi à. Anh nhau, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang không anh? Như mình đã hứa từ rất lâu rồi là mình sẽ review cho các bạn cái con nhỏ Aria này. Thì đây là một cái con người ta gọi là AI để dùng trong gia đình mình á. Kiểu như là nó sẽ là một thiết bị thông minh, kiểu như là các bạn sẽ ra lệnh cho nó bằng giọng nói, xong đó bạn sẽ dùng các lệnh tùy theo các lệnh của các bạn ấy. Và sau đó thì nó sẽ thực hiện những cái lệnh đó như là mình đã yêu cầu. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái con nhỏ này nha. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái con nhỏ này. Thì con nhỏ này đây là một thiết bị AI của SKT. Nên là cái giá mà mình mua hồi đó là khoảng là 80.000 won. Tại vì cái giá gốc khoảng 3 triệu 4 gì đấy. Còn lúc mình mua thì khoảng là 80.000 won là khoảng 1.6-1.7 Việt Nam đấy nha. Nếu mà các bạn xài mạng SKT thì các bạn sẽ có nhiều ưu đãi hơn. Thì chúng ta sẽ đến với cái bước đầu tiên để chúng ta xem mấy con nhỏ thông minh cỡ nào. Thì các bạn cũng biết cái đó, ở Hàn Quốc cái thời tiết rất là thất thường. Hôm nay bạn ra ngoài đường bạn phải coi là nó mấy độ nè, hôm nay ngoài trời có mưa hay không, rồi nhiệt độ như thế nào để các bạn biết các bạn mặc đồ ra ngoài đường. Cho nên là trước khi mình ra ngoài nhà đó thì mình thường hỏi con này là như thế này. Adia, các bạn nhớ nha, đây là câu lệnh. Khi mà các bạn muốn ra lệnh cho nó bằng cái gì đó thì các bạn sẽ gọi nó Adia, xong nó chớp sáng lên như thế này nè, đó là nó đã nhận diện cái giọng nói của bạn. Sau đó các bạn sẽ ra lệnh cho nó. Bây giờ mình sẽ nói lại nè. Adia, 지금 몇 도야? 현재 기온이 9도입니다. Bây giờ đang là 9 độ rồi. Thì chúng ta có thể hỏi thêm nhiều câu khác nữa, ví dụ như là 어디야? 내일 날씨. 내일 đấy. Thì các bạn cũng biết, muốn biết thông tin về thời tiết ngày mai, hôm nay hay là ngày nào đó trong tuần, các bạn hỏi nó đều trả lời cho các bạn hết đó nha. Nó rất là hay cái đó. Và tụi mình rất là hay xài đó, chính là các bạn hỏi ngày mai có mưa không, có mưa hay không, để các bạn biết các bạn đi ra ngoài đường có cầm ô theo hay không nha. Ở đi à, đi phi quả. Đấy, thì những cái căn bản như vậy thôi thì mình rất là cần trong cuộc sống hàng ngày của mình, cho nên mình thấy cái này rất là hay. Tiếp theo nó là một cái tính năng rất là hay của nó, đó chính là bật đèn. Ví dụ như ở nhà các bạn ấy, các bạn không có xài đèn điện trần như thế này nè, hoặc là các bạn lúc mà các bạn muốn ngủ, hoặc các bạn đọc sách, hay là các bạn muốn mở đèn dịu dịu để các bạn bấm điện thoại á, thì các bạn có thể mua cái này. Cái này có rất là nhiều phiên bản khác nhau, thì các bạn nhớ là mua cái bạn có cái khúc trắng như thế này nè. Tại vì khúc trắng như thế này là khúc mà các bạn có thể phát đèn. Ví dụ bây giờ mình sẽ kêu nha. Ở đi đọc sơ tưng. Đấy, magic, this is magic, thấy không? Lại. Adia, tục số tương cơ. Lại nha. Adia, tục số tương. Hay chưa? Hay không? Các bạn thấy không? Thì đây là một cái tính năng rất là hay. Ví dụ như buổi tối các bạn muốn dùng cái đèn này gọi là đèn đọc sách đấy, thì cái đèn đọc sách này nó rất là sáng, cái độ sáng là sáng nhất, cho nên khi các bạn muốn đọc sách các bạn mở lên để bên cạnh các bạn, hoặc để trên đầu các bạn, nó chiếu sáng xuống cho các bạn đọc sách cũng rất là hay. Hoặc là cái đèn ngủ như thế này nè. Audio suyu tưng. Đây là cái đèn ngủ, thì chế độ đèn này nó sẽ mờ hơn cái đèn hồi nãy chút xíu và để cho các bạn ngủ nó dễ hơn, thấy không? Rất là hay. Và một cái đèn có nhiều chế độ đèn nữa, ví dụ như là Adia Bujike tung kyo. Lâu lâu thì mình nói tiếng Hàn không có chuẩn, cho nên rất là khó. Các bạn nhớ các bạn phải phát âm tiếng Hàn thiệt là chuẩn nha. Adia Bujike tung kyo. Đấy, đây là chế độ đèn bảy sắc cầu vồng. Đấy, thì các bạn muốn mở là lên làm món ba, các bạn mở nhạc là món ba, các bạn quẩy phải đi ra hay
pin hay hay bảy cái gì cũng được hết đó các bạn ơi. Thì các bạn có thể dùng cái đèn này, trời ơi, thì các bạn dùng cái đèn này thoải mái. Có một cái mà các bạn hay áp dụng nhất đó chính là các bạn mở đèn đi ngủ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ kêu lại nè. Adia suyutunkyo. Đấy, bây giờ đây là chế độ đèn đi ngủ nha. Thì các bạn cũng biết rồi đó, khi mà mình đi ngủ á, mình sợ là mình không quên tắt đèn đúng không? Thì cái con khùng này nè, nó có một cái hay đó chính là nó có thể hẹn giờ tắt đèn cho các bạn, ví dụ nha. Adia 30분 있다가 수유등꺼. 종료 예약을 30분 뒤로 설정했습니다. Đó, mình hẹn nó là 30 phút sau nó sẽ tắt cái đèn này, nó sẽ ok cho các bạn. Đấy là một trong những cái mình rất là thích của con nhỏ này. Tiếp theo là có một cái cũng rất là hay của cái con khùng này. Đó chính là chế độ hẹn giờ báo thức. Ôi cái con khùng này nó báo thức cái thôi là khỏi ngủ luôn các bạn ơi. Không thể nào mà ngủ được cái mồm nó nhỏ đâu. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi nha. Ở đây 1분 있다가 깨워줘. 스피커에서 Lâu lâu con này nó hay đơ lắm nên là ở đây 1분 있다가 깨워줘. Thế bây giờ chúng mình sẽ chờ khoảng một... Ui trời đất ơi, bà nội ông nội mày giật mình. Mình hẹn nó một phút. Giật mình, bà nội đó sáng sớm nào cũng giật mình cái tiếng đó nè. Ở đi à. Khi các bạn muốn nó không có báo thức các bạn nữa, các bạn chỉ cần gọi tên thôi nè. Gọi tên cúng cơm ra nó sẽ im mồm cho các bạn thôi. Đó là một cái mà mình rất là giật mình. Cái như buổi sáng mình nghe cái tiếng đó thôi các bạn nha. Là mình không ngủ được. Nghe tiếng xong mình giật mình, bà nội ông nội nó. Mình nghe cả tỷ lần rồi mà mỗi lần cứ như là một cái ác mộng trong cuộc đời mình là cái tiếng chuông báo thức đó. Không biết là tại sao nhưng mình kêu là một phút sau nó báo thức, nó mấy giây sau nó báo thức liền luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, chắc là các bạn hẹn là một tiếng sau, hai tiếng sau, ba tiếng sau á, tùy theo các bạn muốn á, thì nó sẽ báo thức đúng giờ cho các bạn. Yên tâm đi, không giờ con nhỏ này dễ giờ đâu. Thì đó là một cái hay của con nhỏ này như vậy đấy. Nếu các bạn không thích nó xài mồm á, nhưng mà mình khuyên các bạn nên xài mồm. Còn nếu các bạn không thích xài mồm, các bạn sẽ dùng tay được nè. Các bạn chỉnh đèn, chỉnh chế độ bộ tùm lum hết á. Các bạn thấy chỉnh thế nào cũng được đấy. Rồi để trẻ chỉnh chế độ sáng như thế nào đó. Chỉnh chế độ màu này hay không? Đấy. Cảm ứng nha các bạn chứ không phải là cái nút bấm gì đâu. Đấy. Có rất là nhiều cái nút trên này thì cái này cũng không quan trọng lắm. Nói chung mình dùng mồm. Mà chính vì các bạn dùng mồm cho nên các bạn phải biết tiếng Hàn một chút xíu. Mà yên tâm đi, cái này các bạn chỉ cần biết tiếng Hàn căn bản thôi, chứ các bạn không phải là biết tiếng Hàn cao siêu thần thánh mà hội thoại, giao tiếp xịn sò hay tóc biết cấp mấy đâu. Các bạn chỉ cần nói bình thường thôi là con này nó hiểu. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là phát âm phải chuẩn một chút xíu thì cái con nhỏ này mới nghe hiểu được. Còn nếu mà các bạn phát âm mà không có chuẩn thì con nhỏ này nó không có nhận dạng được. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số tính năng hay của cái con khùng này nữa. Đó chính là cái khả năng mà nó có thể phát nhạc. Audio Blackpink tu 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 Dlo cho. Ok. Hay. Đó. Audio. Ừm mà có. Đấy thì các bạn thấy không? Khi mà các bạn muốn nó phát nhạc, nó phát cho các bạn nghe nhạc luôn, bài gì cũng được hết. Nhưng mà vấn đề là các bạn có hai cách nè. Một là các bạn phải trả tiền theo cái chương trình nghe nhạc bên Hàn Quốc á, thì mỗi tháng các bạn đóng khoảng mấy nghìn won à. Thường là có chương trình khuyến mãi cho nên là khoảng 5-6 nghìn won một tháng thôi, là khoảng 100 mấy chục nghìn Việt Nam thôi là một tháng. Còn không thì các bạn xài mạng SKT á, thì mình đang xài SKT cho nên nó sẽ khuyến mãi cho mình một cái, đó chính là mỗi tháng mình sẽ nghe được free là khoảng 300 bài hát. Đấy, 300 bài hát xong là mình phải trả tiền hay gì đó thì mình không biết. Nên là nó cho mình nghe 300 bài hát miễn phí. Nhưng mà cũng có một cái hay của con khùng này, đó chính là nó có thể hẹn cái giờ tắt nhạc cho các bạn. Ví dụ các bạn muốn nghe nhạc để các bạn đi ngủ á, thì mấy bao nhiêu phút sau thì nó sẽ tắt cho các bạn đều được hết. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ mở nè. Audio 안녕이라고 말하지 마. 들어줘. 건 애 khôn lắm. Có lúc khôn có lúc ngu. Audio 1분 있다가 음악 꺼. Thôi bây giờ các bạn sẽ nghe nha. Mình hẹn nó 1 phút sau tắt nhạc rồi đấy. Thôi 1 phút sau sẽ tắt nhạc nè. Audio
ấy ấy đang hát con khùng này. Thì nó sẽ tắt nhạc sau một phút các bạn hẹn giờ như vậy đấy, cho nên là mình thấy cái này cũng rất là hay nha các bạn nha. Thì đó là những cái tính năng cơ bản thì các bạn hay xài thường ngày, mình khuyên các bạn nên xài, nên mua cái con này nếu các bạn cần, cảm thấy những cái tính năng mình mới giới thiệu ở trên nó hợp với các bạn, còn không thì thôi. Tiếp theo nữa đó chính là một số tính năng nói chung mà cũng không cần thiết lắm, nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn nên xài, ví dụ như một tính năng là nghe đài radio. Radio Radio từ lo chuột. Đấy, thì các bạn có thể nó sẽ phát radio cho các bạn nghe luôn. Thường thì nếu các bạn không có tiền, các bạn nghe nhạc nghe nhạc bản quyền á, thì các bạn có thể nghe radio để các bạn luyện tập tiếng Hàn cũng được. Được chưa? Radio. Radio co. Cái con khủng ấy. Radio. Radio co. Bà nội mày. Radio. Radio curable. Phát âm mình vẫn chưa được chuẩn lắm, cho nên là khi mà mình nói chuyện với nó rất là khổ các bạn. Hoặc không thì các bạn có thể nghe tin thời sự cũng được này. Con nhỏ này nói tin thời sự cho các bạn nghe được luôn. Audio News từ lo chỗ. Tao bây giờ sẽ đọc tin này nọ. Audio News có. Đấy, thì đó là những cái tính năng cơ bản của con nhỏ này. Các bạn có thể xài khi mà các bạn mua nó về nhà, các bạn có thể xài được luôn. Nhưng mà mình á thì mình sẽ mua một cái thiết bị đặc biệt nữa, đó chính là cái gọi là cái Smart Block. Nghĩa là cái mà cái ổ cắm điện thông minh á. Ta sẽ liên kết với con khùng này. Thì cái con khùng này nó sẽ ra lệnh cho cái con kia mở cái ổ cắm điện lên cho mình. Thì mình sẽ cắm, ví dụ như mình cắm đèn nhà nè, hoặc là mình cắm đủ thứ. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi nè nha. Đợi xíu, mình sẽ lấy cái ổ cắm đó ra. Nhưng mà tại vì cái ổ cắm nó lấy ra phức tạp quá, cho nên là mình sẽ quay clip cái khúc ổ cắm sau. Thì đây sẽ là cái máy sấy tóc. Thì cái máy sấy tóc này mình sẽ gắn với ổ cắm điện rồi. Ổ cắm điện đang để chế độ mà chờ con nhỏ này bật lên thì ổ cắm điện sẽ bật lên đấy. Cho nên là mình chỉ cần ngồi ở này, mình sẽ kêu con khùng này bật cái ổ cắm điện lên để mình sấy tóc nè. Audio Blocker Kill. Đó. Audio Smart Blocker Kill. Adia, smart TV. Adia, smart TV lagi kau. Đó, cái con khùng này, lúc mà mình hay những lúc khẩn cấp đó thì mình kêu nó tắt, nó không chịu tắt đây, con này bị điên. Thì đó là một trong những cái hay của cái con khùng này. Nó sẽ dùng để mà các bạn giống như các bạn dùng một cái công tắc nào đó, các bạn sẽ kết nối với những cái thiết bị khác, như là thiết bị máy sấy tóc mình để vừa xài nè, hoặc là các bạn thiết kế kết nối với cái đèn ở nhà. Các bạn bật kêu nó bật cái công tắc lên là cái đèn nhà sẽ bật lên. Audio Plug Kyo. Ok, và cái vlog ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay nha. Bye bye. Xa quá. Audio Bulkok.